Alo, vâng, xin kính chào bạn vị. Đây là Galaxy Note 9 và đây là Oppo 5X. Hôm nay như tôi để video, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh hiệu năng của hai chiếc máy hàng đầu này. Thì cái chiếc Galaxy Note 9 mình dùng chỉ là bán 6GB RAM, bởi vì nếu trong cùng mức giá tiền này thì cái chiếc 5X các bạn đang mua đã được là bán 8GB RAM rồi. Và nếu mà chiếc Galaxy Note 9 muốn mua bản 8GB RAM, các bạn phải bỏ ra khoảng 30 củ cơ. Thì cái tiền đấy nó khá là chênh, và Việt Nam mình cũng chưa có bản 8GB RAM bán ra chính hãng. Thì với bộ đôi này, các bạn thì tham khảo tại website của Bạch Long. Bạch Long đang cho đặt Note 9 và giao hàng vào 24. Các bạn sẽ có bộ quà là 6 triệu đồng. Và đặc biệt là nếu các bạn không lấy quà thì các bạn sẽ có được cái mức giá tốt hơn. Về cái mức giá đó như thế nào, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với hotline cũng như link mô tả bên dưới video. Rồi, ok, mình đã khởi động lên. Trong lúc đó để cho mà hai máy nó mát mẻ thì hai máy đều bật chế độ máy bay các bạn nhé. Ta không có ứng dụng chạy nền như các bạn thấy đây. Ok, mình sẽ bắt đầu đi vào bài speed test ngày hôm nay. Thì đối với thiết bị Android thì khá là dễ speed test bởi vì nó là cùng nền tảng với nhau. Ta sẽ đến AnTuTu cho các bạn xem thử điểm số của hai chiếc máy này. Đây là đều những chiếc máy hàng đầu của Android, 282.000 và 237.000. Đó, nói chung là đều cao, không có nên phân tích sân si quá. Rồi, bắt đầu đến với PUBG Mobile. Với con chip Snapdragon 845 trên Oppo 5X và thử đọ sức với lại chip Exynos trên cái chiếc Galaxy Note 9 xem là máy nào sẽ mạnh mẽ hơn đây. Mình đã làm speed test 5X với lại S9 Plus rồi thì phải, như các bạn có xem trên kênh vừa rồi. Thì kết quả nó cũng sẽ xem nhau mà thôi, bởi vì chip của cái chiếc Note 9 và cái chiếc S9 Plus là sẽ như nhau thôi, nó không có sự khác biệt ở đây. Và như vậy là cái chiếc máy Samsung đã vào sau so với chiếc Oppo 5X. Các bạn thấy đây, nó một tựa game nặng thì 5X thể hiện được cái điểm mạnh của mình. Và đến với Asus Fan 8, phản hồi của hai con gần như tương đồng, mỗi khi chọc một cái là nó sẽ nảy lên. Bạn thấy đây, nó hoàn toàn khác với lại bài thơ nói về con bướm các bạn ạ. Bướm đồng động cái bay ngay, bướm nhà động cái lăn quay ra giường. Và với bộ đôi này thì mình tin chắc là về tốc độ đều hài lòng các bạn. Nhưng mà về phần chơi game thì mình cũng đã giải thích trong video nói về con chip Snapdragon 845, hay là mình có video test game, thì mình kết luận là các bạn nếu muốn chơi game về Android chỉ mua cái dòng Snapdragon cao nhất có thể. Tất cả tựa game đều tối hóa ngon lành, nhưng con Note 9 này các bạn chơi một số game nó không được mắc đồ họa và nó không nhận được cái mức setting về độ phân giải cao nhất, bởi vì do cái game đó nó thiết lập như vậy, chứ không phải là do cấu hình yếu các bạn nhé, mà do cái game cổ lùn nó làm như vậy ấy. Mỗi lập trình viên, mỗi bên nhà phát hành sẽ tối ưu hóa riêng cho một số dòng chip. Đó là lý do tại sao mà có sẽ có sự khác biệt. Và lần này thì cái chiếc Oppo 5X chỉ nhìn hơn một chút xíu, nói chung là các con này chênh nhau ít quá các bạn thấy không. Là chủ yếu chúng ta sẽ xem phần đa nhiệm. À, của Oppo có một cái phần nữa là tối ưu hóa để chơi game thưa các bạn, và cái phần tối ưu hóa chơi game này thì mình đã tắt đi rồi. Mà không biết là nếu mà tối ưu hóa chơi game thì liệu nó còn nhanh hơn không. Bởi vì mình phải tắt đi là nguyên nhân là mỗi khi Oppo 5X vào một tựa game nào mà nằm trong list tối ưu hóa, nó sẽ giải phóng RAM toàn bộ luôn, dẫn đến việc đa nhiệm của nó sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy nên mình nghĩ đa nhiệm của 5X sẽ không phải là điểm mạnh của nó, khi mà cái mặc định này, đây các bạn thấy lúc nào sẽ xuất hiện những cái tool như thế này, nó không ảnh hưởng đến cái tốc độ vào game. Đó, nó vẫn rất nhanh nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến đa nhiệm. Và phần lớn các bài test đến bây giờ thì mình thấy 5X đều nhỉnh hơn một chút xíu so với chiếc Galaxy Note 9. Nó không nhiều để gọi là quyết định là hai con khác biệt, nhưng mà nó gọi là chỉ nhìn hơn một tẹo để các bạn nhìn thấy trong video mà thôi. Nên mà các bạn mua con nào thì cũng ngon lành cành đào. Và đến với Shadow Fire 3, và chúng ta sẽ chuyển qua cái phần đa nhiệm. Thì chiếc Galaxy Note 9 sẽ có bộ nhớ trong là 128GB. Con này nhiều thế nhở, 2X ấy. Thế các bạn, nói chung là mình dạo này lú lắm. Thậm chí là, quay video chưa? Đấy, lú mà. Thậm chí nhiều lúc đang quay video cũng chả nhớ đang quay chưa hay không. Hôm qua massage số bao nhiêu nhở? Rồi, ok, đây là đến cái phần tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong để các bạn xem. Bởi vì như mình đã phân tích trong rất nhiều video của các bạn đã từng xem lên kênh Vật Vờ, thì có 3 yếu tố để tạo nên một cái bài speed test. Một là về tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong, nó giống như kiểu là so sánh giữa SSD và HDD. Máy nào có tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong càng cao, khả năng tải game nó càng nhanh. Thứ hai là về tốc độ của cái điểm đơn nhân và cũng như là đa nhân khi tải game. Nhưng phần lớn là các máy nó hoạt động trên đơn nhân rất là nhiều. Thứ ba đó chính là về nền tảng hệ điều hành và cái game tối hóa cho nền tảng đó, thì cái này là do chúng ta cùng hệ điều hành rồi nên các bạn không cần phải lo. Và mình sẽ chấm thử các bạn điểm tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong. Và sau khi kết quả chấm xong thì phần read của cả hai máy đều đạt là hơn 700 MB,
phần write rất tiếc là cái phần mềm này nó chấm lần sau nó không hiện, nhưng mà mình đã chấm thử thì hai con rơi tầm khoảng 250 m là trung bình, và tốc độ đầu ghi 4 nhớ trong là hai con ngang nhau. Vì thế các bạn thấy là sự chênh lệch giữa các bài speed test là rất ít. Và mình sẽ vào các bạn xem cái Geekbench, thì đây là cái điểm số đơn nhân thì mình cũng chỉ cần chấm một lần, bởi vì thực ra hai con quá nhanh. Thì mình cũng thấy đây các bạn, điểm số giữa hai con này thì điểm đơn nhân và đa nhân thì con chip Exynos lúc nào điểm rất là cao so với chip Snapdragon. Tuy nhiên thì thực tế các bạn đã thấy được rồi đấy. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thử về phần đa nhiệm. Đó, như vậy là cái phần đa nhiệm này thì mình cũng đã dự tính từ trước là khả năng là cái chiếc Galaxy Note sẽ giành chiến thắng. Rồi, không sai, bởi vì cái đặc thù của cái chiếc Fold trong quá trình mình đã trải nghiệm và sử dụng đó là nó giải phóng cái RAM để ưu tiên cho những cái tựa game, tức nghĩa các bạn mở càng nhiều game thì các bạn lại càng phải lốt lại đa nhiệm nhiều, bởi vì nó có một cái chế độ riêng để chơi game để tối ưu hóa cho cái máy này. Đó. Nếu các bạn mở app nhiều thì nó sẽ không sao, nhưng nếu các bạn mở game nhiều thì nó chen lẫn nhau, nó sẽ giải phóng để ưu tiên cho những tựa game khi ta chơi. Mặc dù cái tính năng này mình đã cố gắng để mình tắt đi. Đấy, các bạn thấy là như vậy đa nhiệm nó thu hoàn toàn. Thì trong cái chiếc Fire X đây, các bạn xem nó cái là gọi là không gian trò chơi, thì nó sẽ đưa các cái tựa game này vào, và cho mình sẽ thử cho các bạn xem nếu mà đưa các tựa game vào thì nó sẽ trông như thế nào. Trong phần cài đặt của nó này, không gian trò chơi này, nó sẽ có một cái phần như thế này để các bạn thể bật tắt cái tối ưu hóa. Đây, thì nó sẽ thông báo như này và nó giải phóng RAM của các bạn. Đó, vào rất nhanh và khủng khiếp, nhưng nó sẽ giải phóng RAM. Và khi mà mình cố tắt thì cũng rất là khó để tắt được cái này, nên mà đa nhiệm nó chắc chắn là sẽ thua nếu mà test theo cái kiểu game liên tục như này. Và đấy là cái bài chia sẻ của mình. Nếu các bạn muốn tìm thiết bị chơi game thì chắc chắn là chiếc Oppo Find X với chip 845 GPU và cũng như là khả năng tối hóa game. Nếu các bạn cần một cái sản phẩm mà muốn có đa nhiệm tốt thì các bạn lựa chọn Galaxy Note 9. Còn về tốc độ và trải nghiệm thì khỏi phải bàn, hai con được tặng top đầu, không gì phải bàn cãi về đây. Vậy sau khi xem video xong thì các bạn sẽ cầm một thiết bị giải trí hay công việc đã giải đáp qua vấn đề này. Các bạn hãy bình chọn sản phẩm yêu thích và đừng quên truy cập vào website bên dưới của Bạch Long để tham khảo giá bán cũng như quà tặng đặt hàng của chiếc Galaxy Note 9. Đặc biệt nếu không lấy gói quà tặng, các bạn sẽ có mức giá tốt hơn. Và mức giá như thế nào thì các bạn hãy bấm vào link bên dưới cũng như là gọi điện trực tiếp hotline. Hẹn anh em trong các video sau. Hai con này nó khác biệt lắm, so sánh nó không ý nghĩa nhiều các bạn ạ.